Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, miền Nam Minh của Điện Việt Nam. Đây anh em đang tăng ca làm đêm để kịp tiến độ đóng điện đây mọi người này. Đây là cái tủ 24 kV nha mọi người nhá. Tủ này là tủ 24 kV. Tủ tổng luôn. Tủ tổng 24 kV thì mọi người nhìn thấy cái cáp đầu vào. Cáp đầu vào sử dụng là 150. Hai sợi một pha. Đây là tủ tổng từ trực tiếp từ máy biến áp 110 kV vào tủ trung thế. Đây anh em đang tháo cái đầu cáp ra để thí nghiệm. Chuẩn bị đóng điện nha. Ok, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Chào tất cả mọi người, video này sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm kiếm kênh YouTube của Điện Việt Nam. Chúng ta có thể tìm kiếm trên Google hoặc trên YouTube. Chúng ta chỉ cần gõ từ khóa Điện Việt Nam, ấn Enter và tìm đến kênh YouTube của Điện Việt Nam. Ấn đăng ký và nhớ là ấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và sớm nhất từ Điện Việt Nam nha.